khi người có tiền đi học xa nhà, trao chi gần 100 triệu đồng cho căn hộ ở trung tâm New York, trả gần 200 đô thuê người dọn nhà. Nhà trao ở Financial District là khu tài chính của Manhattan. Tiền nhà của trao là 3.400 đô một tháng, là bằng 80 triệu tiền Việt. Giá này chưa bao gồm tiền điện, tiền nước, bảo hiểm. Trao tên thật là Nguyễn Châu Anh, được biết đến là một hot TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoài việc được biết đến là một rich kid với độ tiêu tiền cực choáng thì thành tích học tập của cô nàng cũng rất ấn tượng khi đỗ vào trường đại học New York University thuộc top 30 trên thế giới. Châu đang học tại trường New York University được xếp hạng thứ 31 thế giới. Để thuận tiện cho việc đi lại và học tập tại trường đại học, Châu đã chi gần 100 triệu để thuê căn hộ ở trung tâm New York, nơi được xem là đắt đỏ nhất thế giới. Trường Châu có 2 địa điểm ở Manhattan và Brooklyn, nên Châu quyết định ở Manhattan bởi vì Châu thích ở trung tâm, di chuyển các nơi tiện hơn và cũng an toàn hơn nữa. Theo như Châu chia sẻ, Châu rất thích sống ở những thành phố trung tâm bởi vì ở đây rất an toàn, thuận lợi cho việc di chuyển đi nhiều nơi khác. Cô nàng đã cân nhắc thuê nhiều căn hộ, nhưng cảm thấy căn hộ này phù hợp với túi tiền của mình, nên đã sẵn sàng chi tiền để có một căn hộ ở nơi đây. Mặc dù sống chỉ một mình nhưng căn hộ của Châu được trang trí rất dễ thương và gọn gàng. Phải chi gần 100 triệu để thuê căn hộ, nhưng cô nàng đã sở hữu một chiếc view cực kỳ xịn sò khi có thể ngắm toàn thành phố ở trước mắt. Châu thích thú chia sẻ khoảnh khắc hoàng hôn khi nhìn từ căn hộ cho mọi người cùng xem. Xinh không nè, căn của Châu có view siêu đẹp luôn, nhất là lúc hoàng hôn. Theo đó, khi thuê nhà ở Mỹ, Châu đã tự đi mua sắm và trang trí nội thất cho nhà của mình. Trong video được đăng tải, có thể thấy được cô nàng đã chi tiền kha khá cho rất nhiều món đồ nội thất. Theo như chia sẻ, mỗi món đồ nội thất đều có giá dao động từ 200 đến 300 đô. Vì ở một mình, cũng là lần đầu cô nàng tự tay lắp ráp nội thất nên Châu cũng nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè của mình. Châu chưa bao giờ phải lắp nội thất luôn, thế nên là cũng phải chật vật mãi. Bọn mình lắp khung giường đầu tiên vì cần giường để ngủ thôi, còn mấy đồ kia lắp sau cũng được. Nếu như chỉ một mình Châu với núi đồ này, e rằng mất rất lâu thời gian. Trước khi tìm được nhà để thuê, TikToker này đã ở khách sạn trong một khoảng thời gian. Châu phải trả hơn 200 đô cho mỗi đêm nhưng phòng không hề rộng rãi. Nên Châu cũng chia sẻ một số lưu ý cho các bạn du học sinh khi mới sang Mỹ du học. Thuê khách sạn ở New York thì cũng rất là đắt luôn. Trước khi Châu thuê được nhà thì Châu ở khách sạn phòng bé tí mà cũng 200 đô một đêm. Vì là một cô gái rất yêu thích màu hồng, nên có thể thấy toàn bộ nội thất đều được Châu chọn một màu hồng. Bên cạnh đó, mọi đồ dùng trong nhà đều được cô nàng mua sắm hết. TV, lò nướng, mọi thứ đều được trang bị đầy đủ. Sofa với cả bàn để ăn uống và tiếp khách. Và lắp cả một chiếc TV ở nhà nữa nè. Dụng cụ trong bếp thì Châu cũng mua toàn màu hồng luôn. Từ video có thể thấy tòa nhà của Châu đang ở cũng rất hiện đại và chất lượng. Khi có rất đầy đủ tiện ích như phòng gym, phòng giặt đồ. Mọi thứ đều được trang trí sang trọng, bắt mắt. Tòa nhà Châu ở thì có một tầng lounge với cả gym. Mặc dù Châu không sử dụng những dịch vụ này nhưng mà vẫn phải trả phí là 20 đô một tháng. Châu ở đây một năm rồi mà chưa dùng gym lần nào luôn. Để thuận tiện hơn, Châu cũng sử dụng dịch vụ dọn nhà. Đây là một dịch vụ tương đối phổ biến ở Mỹ. Hàng tuần, Châu sẽ chi gần 200 đô cho dịch vụ này. Đúng là có tiền thích thật. Ở Mỹ thì mọi người cũng hay sử dụng dịch vụ dọn nhà. Hàng tuần thì Châu sẽ thuê người đến dọn nhà giúp Châu. Mỗi lần như vậy sẽ mất tầm 150 đô cộng thêm 30 đô tiền tip nữa. Mặc dù là một rich kid thứ thiệt nhưng Châu luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ và quý mến bởi tính cách nhẹ nhàng, dễ thương của mình. Châu Anh xứng đáng là hình tượng con nhà người ta bởi vừa giỏi, vừa xinh, còn dịu dàng nữa. Cảm ơn đã xem video của Châu. Bye bye. Mọi người cảm thấy cô nàng này thế nào? Cùng nhau chia sẻ nhé!